Bao năm qua khổ công ta dồi trao, ước mong sao có được một ngày bán hổ để tên rạng danh tông tổ. Giờ đã tới khi khoa cử, lòng sương vui khăn gói ta lên kinh, quyết phen này danh đề. Không uống công cha mẹ trông mong. Trời đất ơi, Sơn, Sơn cầu muối à, Linh cầu kho. Trời ơi, lâu ngày quá mới gặp, chưa chết hết Sơn ơi. Bởi vậy tưởng anh chết rồi chứ. Ê, nhưng mà sao lúc này sao ôm nhôm ôm nhách vậy? Đừng nhắc. Sao ạ? Tại vì yêu nó ôm. Trời ơi, ngu quá trời quá đất đi ông nội ơi. Tại sao ngu? Yêu chi vậy không biết nữa. Không nghe ông bà xưa mình nói hả? Nói sao? Ông bà xưa của mình nói là yêu là chết trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà lại được ăn mày. Được yêu, được yêu. Nhưng làm người phải biết chữ yêu. Không yêu cũng giống như diều đứt dây. Người có yêu như cây có trái, người không yêu như mái hết xăng. Chứ mái hết xăng thì nó lăn còng cọc cọc. Người không yêu tuyệt nọc tông đường. Bởi vậy cho nên tôi yêu. Vậy đó, vậy tôi mới yêu chứ ngu gì yêu. Đồng ý với anh là không yêu là tuyệt nọc tông đường. Ừ. Mà anh không nghe người ta nói hả? Nói sao? Ta nói yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu. Ừ. Anh cứ yêu anh ôm riết đi. Anh đứt bóng anh vợ. Ừ, chứ tại sao anh không nghe cái câu yêu là lỡ khổ, không yêu lỗ chị? Thôi, bỏ qua chủ yêu anh quan bên đi. Ừ. Giờ nghe hỏi thăm chút xíu nè. Ừ, hỏi đi, hỏi đi. Ê, lâu ngày mới gặp cô Tri, anh cho tôi hỏi có gì đổi thay? Anh hỏi thì tôi phân bài, lâu dài tôi cũng ăn mài mẹ cha. Mặc cho thiên hạ có dèm pha, riêng tôi vẫn cứ dính da như thuở nào. Có nghĩa là giờ anh cũng ở trên răng, ở dưới dép dép. Ờ, dưới dép, dưới dép. Bị anh biết làm sao không? Sao, tôi sao? Nói cái câu đó bị gì, cái nào tôi cảm thấy tôi tháo được tôi đưa lên trên Las Vegas tôi thả hết trển. Còn cái nào tôi không tháo được tôi giữ lại, cái nào mà nó dính trong người giữ lại. Hay hay hay, giỏi giỏi. Chứ sẵn đây tôi hỏi lại anh, công danh sự nghiệp đã thành hay chưa? Anh hỏi thì tôi xin thưa rằng nay sự nghiệp cũng như xưa, dư không dư, thiếu không thiếu, mà nó cũng đông đưa như thuở nào. Tốt, cũng còn đông đưa được là tốt. Chứ nằm một chỗ là thí mụ nội. Có đâu, còn ngon lành lắm. Vậy hả? Ừ. Thôi giờ sẵn đây tôi hỏi nè, anh nay đi đâu ạ? Tôi hả? Ừ. Tôi đi thi. Đi thi hả? Ừ. Ủa mà thi cái gì vậy? Thi thơ. Thi thơ. Trời ơi, tôi lên kinh tôi ứng thí á, tôi thi thơ không ạ? Lên kinh ứng thí đi thi thơ hả? Ừ. Ngon lành quá. Ừ. Còn anh đi đâu đây? Trời ơi, thấy ăn mặc đẹp đẽ gì không biết đi đâu hả? Ừ ha. Ê, biết là biết à. Đi đâu, đi đâu, đi đâu? Đi ăn đám cung đình. À, bay tầm ba không mà. Sao mà bay? Ăn đám cung đình đem này theo chi vậy? Trời ơi, đem này lát hồi đùm sâu đùm chuối về. Trời. Có đâu thôi. Không có hả? Làm như mặt tôi ham ăn lắm vậy. Nó xin lỗi anh nè, không phải đám nào cũng ăn đâu anh. Đám nào mà mời mình đi ăn. Ừ. Còn cái đám nào nào không mời á, không bao giờ tôi tới cho cái trời á. Ừ. À, đó, có tới cũng đi tới, đi tới, lui coi nó có kêu mình vô không. Ừ. Nó mới kêu mình vô mình mới vô ăn, còn nó không kêu mình vô đâu thèm vô. À. Thế là anh còn khôn. Nó không kêu mà vào, bước vào nó đập bỏ bu. Trời ơi, không kêu mà dám vô không? Bộ ngu. Trời ơi. Nhưng mà tôi nhìn trên cái mặt anh là thấy nguyên cái chữ ăn. À. Thiệt rõ ràng nguyên cái chữ thực ở trên mặt anh. Kệ cha tôi, kệ cha tôi anh ơi. Trời ơi, thôi giờ tôi nói anh nghe nè, giờ anh lên kinh anh thi phải không? Bây giờ khoan đi thi cái đã. Giờ sẵn anh em mình gặp mặt ở đây rồi. Ừ. Đó, bây giờ anh trước khi đi thi á, anh cứ tưởng tượng tôi giống như là thầy của anh đi. Trời đất ơi,
Tôi hỏi anh đi đâu đây mà anh làm thầy tôi? Tôi đi thi. Trời ơi, chữ anh gói chưa đầy 3 cái lá mít mày đặt đi thi. Thôi về đi. Trời đất ơi, cái tướng tôi vậy mà gói chưa đầy 3 cái lá mít. Ừ. Cái tướng anh vậy chắc gói đầy 3 cái lá me quá. Trời ơi, xin lỗi anh, cái tướng tôi ốm yếu vậy dễ đậu hơn anh nặng nó dễ rớt à. Tầm bấy tầm bá không mà. Nè, nói giỡn chơi vậy chứ bây giờ không, bây giờ muốn đi thi phải không? Ừ. Giờ hai anh em mình thi với nhau trước đi. Thi với nhau. Tôi mà ra cái đề tài này mà anh mà trả lời được á thì anh mới nên tiếp tục anh lên đường lên kinh anh ứng thí. À. Còn nếu mà anh trả lời không được á, coi như về nhà ngủ với má đi. Vậy ha? Ờ. Chơi không? Không lỡ làm luôn đi. Rồi ha. Rồi. Nghe không? Tôi ra đề cho anh trả lời tôi nghe không? Hỏi. Nghe nè. Chứ anh tự hào là anh ăn học đã cao. Cả lầu 8 thôi chứ cũng không cao gì mấy. Nghe tiếp nè. Chứ chị dâu của anh mà té xuống giếng. Chứ chị dâu của anh mà té giếng, anh nắm cái chỗ nào anh kéo lên. Nói gì đọc đĩa vậy cháu? Hò ơi, chứ trong cơn nghĩ ngợi gần xa à. Chứ chị dâu mà té duyên miệng là ơi ơi, chứ năm đầu thì sợ tội với trời. Hai tay tôi bờ à. Hai tay tôi bờ. Bờ cái gì, bờ cái gì? Bờ gì, từ từ kiếm chỗ bờ. Bờ tầm bậy ông anh tôi quýnh tôi trào máu. Anh bờ cái năm gì? Đầu thì sợ tội với trời, chứ bờ ngay khúc giữa thì sợ lời thế gian. Chứ thôi thì tôi chạy tôi kiếm cái thang, chứ thòng xuống cứu chị kẻo chị chết quang mà tội tình à. Vậy là cứu được rồi. Tôi mà là giám khảo á, tôi nói thiệt cho anh á, chấm anh rớt rồi. Sao kỳ vậy? Chứ còn gì nữa, anh chờ đi kiếm cái thang anh thòng xuống anh cứu chị, anh đem chị lên, có nước đem chị đem đi chôn luôn thì có. Anh làm như anh giỏi lắm, anh giỏi, anh nhảy vô anh cứu coi. Coi tôi cứu nè. Cứu đi. Lẹ làng người ta cứu chứ chạy đi kiếm cái thang nữa, người ta chết thì còn gì nữa. Cứu đi, cứu nghe đi. Nè. Chứ đang cơn nghĩ ngợi gần xa, chị dâu mà té giếng. Chứ chị dâu mà té giếng miệng la ơi ơi. Đúng rồi. Chứ nắm cái đầu thì sợ tội với trời. Điều đó đúng. Đưa cái tay bợ bậy thì sợ lời thế gian. Đúng luôn. Sao cứu đây? Cái cổ em tay chị cứ hoàng, chị ôm em cho chặt cứng. Em kiếm đàn em leo lên. Đã thấy không? Ý giời ơi, dở hơi à. Sao dở hơi? Lúc đấy nó uống nước gần chết mẹ nó rồi, bảo ôm làm sao nó ôm cho nổi. Trời ơi, còn anh nữa, người ta gần chết anh cũng không tha. Anh còn lợi dụng biểu ôm đi em kiếm đường em leo lên. Lợi dụng vừa phải thôi, vậy mà nói tôi hay. Trời ơi. Vậy mà đòi học. Làm giám khảo tôi hả? Vậy mà ăn học cái gì? Anh không nghe rõ ràng kỹ càng gì hết trơn trội à. Sao? Tôi nói cái cổ tôi nè, tay chị cứ hoàng. Ừ. Chị ôm cho chặt cứng. Ừ. Có nghĩa là chị dâu tôi ôm tôi chặt cứng. Tôi đâu có ôm chị hồi nào đâu. Tôi hy sinh trinh tiết tôi đi cứu chị đâu, không thấy à. Dạ. Trời đất ơi. Trời đất ơi, phải anh hy sinh trinh tiết à. Tôi gặp tôi ốm yếu vậy, chị tôi mới lớn. Tôi cũng nói thôi em hy sinh trinh tiết rồi em leo lên lưng em cõng cho. Trời ơi, xin lỗi anh nói vậy mà cũng nói học nho. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nè, bây giờ đó anh làm vậy chưa đủ trình độ làm giám khảo tôi đâu. Chưa đủ hả? Khỏi cần đi thi à. Bây giờ nếu để tôi nè, tôi làm giám khảo anh, bây giờ tôi hỏi lại anh nè. Anh hỏi tôi hả? Nhớ nghe, rồi, chuẩn rồi, bị rồi. Nghe kỹ nghe à. Tôi không phải là lợi dụng như anh đâu à. Nghe nè. Chờ vợ anh chứ buông bản đường xa, chứ có cô em vợ hằng mượt mà hằng ở chung. Chứ đang đêm mưa gió bão bùng, chứ lỡ cô em vợ anh mà trúng gió thì hoài anh mừng cách chi. Làm cách gì giỏi đi giỏi á. Trời ơi, đố này ngặt quá trời ơi. Không ngạc gì hết trơn, trời ơi, đơn giản như đang giỡn. Trời ơi, giờ trả lời không được thì rớt.
Ê, có cách trả lời rồi. Trả lời đi, trả lời đi. Chứ đang cơn mưa gió bão bùng. Đúng. Con em vợ của tôi nó trúng gió, thì tôi dán mùng tôi chung vô. Chung vô làm chi? Cạo gió. Cạo gió hả? Rồi anh làm sao anh cạo? Thì dán áo lên cái thọt cái tay vô cái cạo. Trời đất ơi, vậy mày nói học nho. Chứ sao? Học nho tôi hỏi cái anh cái câu nam nữ thọ thọ bất thân anh để đâu vậy? Vậy tôi hỏi anh là người ta trúng gió làm sao cứu đây? Trời ơi dễ ợt, gặp tôi hả? Tôi làm cho anh coi nè. Rồi anh ngon trả lời đi. Chứ đang cơn mưa gió bão bùng, cái con em vợ anh mà trúng gió, chứ tôi vẹn mùng tôi trúng vô. Tôi bắt cô cởi áo, tôi lấy dầu tôi xoa, tôi bóp tôi cào, tôi nào cùng khắp nơi. Đó, vậy là cứu được rồi. Bay tầm bá không mà. Sao tầm bay? Trời đất ơi, tôi mới dở cái áo tôi thọ người ta vô, nói tôi là nam nữ thọ thọ bất tương thân. Ừ. Rồi anh kêu người ta cởi ra, rồi anh cạo, anh nạo tùm lum tà la hết trơn cái tội rồi sao? Anh không sợ người ta cười anh hả? Cười anh được, cười tôi không được. Tại sao cười anh không được? Tại vì nó là con em vợ của anh chứ không phải con em vợ tôi. À. Con em vợ của anh tôi muốn cạo đâu tôi cạo. Ờ à, buồn tôi cạo chỗ này, không buồn tôi cạo chỗ khác. Vậy à. Mắc mới nói tôi. Trời ơi. Trời ơi. Già rồi mà còn ngu. Trời ơi, bị này nó gạt. Trời ơi, con có em nhiều em vợ đi, có nhiều em vợ tôi vái giờ cho nó trúng gió cả bốn đứa. Chấp nhận thương đau ngồi cả đêm cạo gió. Ê, 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 nhưng mà giờ tôi không có con em vợ, tôi có thằng em vợ ở nhà qua cạo nó giùm tôi đi. Thôi anh cạo nó luôn đi cho đủ cặp. Ê, nói vậy chứ anh đố gì không hay đâu nơi. Sao đố hay? Như mẹo quá không hay đâu. Đố như tôi vậy nè mới đố nè. Đố sao? Nghe kỹ càng lại nè, câu đố này đi. Rất là trí tuệ. Trí tuệ hả? Đố đi. Chứ chị em bên nhà vợ sanh đôi, như hai giọt nước mặn mà như nhau. Ừ. Nếu như anh tới ở rể á, thì anh phải làm sao để mà phân biệt chứ để mà phân biệt lẫn nhau cho khỏi lầm. Trời ơi, đó. Nó giống nhau vậy hả? Ừ, trả lời đi. Y như hai giọt nước hả? Y chang vậy đó. Ngon trả lời. Chuẩn bị nghe nè. Sao chưa vậy trời, mình rên dữ vậy anh? Chị em nhà vợ sanh đôi, như hai giọt nước mặn mòi như nhau. Nếu tôi ở rể thì phải làm sao? Thôi thì tự giận chết nào cho đỡ phiền. Mau vậy đó. Thôi anh ơi, trời ơi, nhưng mà tôi nói anh nghe nè, có sinh đôi cũng có chỗ giống chỗ khác chứ làm sao giống nhau được. Tôi nói giống y như hai giọt nước vậy, không có khác cái chỗ nào hết trơn cái chỗ. Bằng nhau y chang vậy đó hả? Từ trên xuống dưới mà y chang lại. Không có chỗ nào lớn nhỏ gì vậy, khác nhau hết trơn hả? Trước sau y như một. Trước sau như một à. Thôi tôi không biết phân biệt đó, anh giỏi anh phân biệt đi. Tôi phân biệt phải không? Ừ. Giờ là thua phải không? Tôi trả lời nè. Trả lời đi. Trả lời được không mà kéo dài quá vậy. Chứ chị em bên nhà vợ sanh đôi, ừ, như hai giọt nước mặn mòi như nhau. Cái đó tôi biết. Nếu mà tôi ở rể thì úi chao. Vụ gì? Ngu gì phân biệt à. Tôi để tôi lộn hoài cho anh coi. Ê ê, trời ơi trơn gian mà. Câu đó là hồi nãy tôi tính nói rồi đó. Không, tôi tính nói rồi, tôi định nói à. Định gì? Tôi định nói mà. Người ta trả lời rồi mà còn định. Nói giận chơi với tôi với anh, cái tài sắc cũng vẹn toàn lắm ha. Bên nửa cân người tám lạng. Thôi giờ tôi nói anh nghe nè, tôi với anh đợt này thế nào cũng chia nhau cái bảng vàng trên đó à. Bây giờ làm nhưng mà chưa có hay đâu. Chưa bây hay. Giờ tôi với anh á, nghĩa là bây giờ muốn chứng tỏ được cái tài năng của mình á, phải chứng tỏ bằng cách xuất khẩu là thành thơ liền. Xuất khẩu là thành thơ. Có nghĩa là tôi với anh phải làm một bài thơ. Ừ. Mà mỗi đứa làm một câu. Mỗi đứa làm một câu. À. Ráp lại nó thành nguyên ráp bài. Ráp lại thành nguyên bài thơ có dần có điệu đúng đàng hoàng. Đúng luật không? Đúng đường luật đàng hoàng. Trời đúng luật luôn hả? À? Rồi chơi. Chơi không? Rồi. Tôi ra thơ trước nha. Anh ra thơ trước phải không? Tại cái hồn thơ tôi lúc nào nó cũng lai láng lắm anh. À.
biển này sao tôi vậy? Nhưng mà khoan, tôi chọn đề tài cái đã. Đề tài gì? Đó, bây giờ nhìn cái mặt tôi là biết tôi khoái cái gì rồi. Tôi biết. Biết cái gì? Hồi nãy giờ tôi không dám nói. Tôi khoái cái gì? Khoái tôi. Trời ơi, tôi mà khoái anh chừng tháng ấy chắc tôi đi chàng hạn quá. Làm như tôi thèm anh lắm vậy. Xin lỗi anh à. Cái mặt anh khoái gì? Cái mặt tôi chỉ khoái phụ nữ thôi. Phụ nữ thôi. Ai chịu thôi. Em cũng có nửa phụ nữ nè. Thôi anh ơi, tướng anh kỳ quá anh ơi. Kỳ thôi sửa lại đó. Cái tướng anh tối tối nằm kế anh, không biết anh đang nằm sấp hay nằm ngửa. Dẹp lép. Ôi vô duyên quá. Bây giờ sao, lấy đề tài đàn bà phải không? Lấy đàn đề bà. Tài tôi ngợi ca cái bằng đặt về thơ, bài thơ ngợi ca phụ nữ. Ngợi ca phụ nữ phải không? Ừ. Rồi. Chuẩn bị tôi vô nha. Rồi vô. Thượng đế xin chi lắm các bà, gieo rắc kinh hoàng khắp chúng ta. Trời đất ơi. Ngày ngày rủng rỉnh đi mua sắm, tối tối đăng sinh nhảy thả ga. Nhà băng lũng nát không cần biết, thẳng cánh mà chà rồi đích ca. Tùy thế các bà mà vắng bóng, trần gian cũng giống bãi tha ma. Bởi tôi nói không có đàn bà là không có được. Bởi tôi biết vậy tôi sống mình tôi không được. Tôi chia ra nửa bên này nửa bên kia vậy dễ sống. Thương anh kỳ quá anh ơi. Trời ơi, cái đó cái chuyện đó người ta giấu. Thôi, tôi nói cho anh nghe, đứng nói chuyện nãy giờ thi thơ văn với anh để vậy được rồi. Thôi giờ mình lên kinh ứng thí đi chứ để sợ để trễ giờ. Thưa quý vị, đó là phần trình diễn của hai danh hề Vân Sơn và Hoài Linh. Trời ơi, nói tiếng Anh như gió. Nhưng mà nói ít ít thôi, nói nhiều quá ngồi là tiếng có, tiếng không. Để nói tiếng Việt Nam cho chắc ăn. Cởi này ra để họ không thấy đường nữa. Và kính thưa quý vị, để đáp lại sự thưởng thức ca nhạc của quý vị thưởng thức ngày càng cao, chúng tôi đã không ngừng đổi mới từ phong cách biểu diễn cho đến cách ăn mặc. Như quý vị đã thấy, Bảo Liêm đang biểu diễn với quý vị một kiểu áo thời trang mùa hè thịnh hành nhất hiện nay. Nó có tên là Veston Salon. Và Veston Salon dịch cho tiếng Việt Nam có nghĩa là Veston Salon. Và nhờ cái kiểu thời trang này, phần trên nó sẽ giấu được cái sự xấu xí của đôi vai và sự lép xẹp của bộ ngực. Nhưng mà phần dưới nhờ cái đuôi này, nó sẽ che lấp được xấu xí của đôi mông. Nhưng mà nó sẽ làm ra sự nõn nà của đôi chân. Trời ơi, so với chân gà, chân Bảo Liêm đẹp hơn nhiều. Và kính thưa quý vị, và bây giờ Bảo Liêm xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một kiểu thời trang rất là thịnh hành năm 1900 lâu lắm. Xin quý vị cho một tràng pháo tay đặc biệt cho chiếc áo của nữ ca sĩ Quyên Chi. Chào quý vị và các bạn trẻ. Trời ơi, nghe chào không thấy áp phê liền thấy không? Trời, chào các bạn trẻ. Cô có thể cho tôi hỏi là cô xuất hiện với chiếc áo này rồi cô cầm cái quạt này nó có công dụng gì không? Dạ, anh muốn hỏi là cái áo này á hả? Cái áo này gọi là tên gì, giới thiệu được cho quý vị quan khách biết coi. Dạ, cái áo này á người ta gọi là áo tứ thân ạ. À. Áo tứ thân á hả? Dạ. Sao ta gọi là tứ thân vậy? Ấy, tứ ấy có nghĩa là bốn nha. Tứ thân ấy có nghĩa là cái áo này nó có bốn thân nha. Nó có bốn thân. Đằng sau một thân là một nha. Đằng trước hai thân nữa là ba nha. Trời, hay quá ha. Rồi cộng với với, gì? Với thân em nữa là bốn đi ạ. Hơi ngộn. Có vụ áo tứ thân mà cộng thêm thân em trong đó nữa. Vậy là còn cái quạt này nó có công dụng gì không? Ơi cái quạt này thứ nhất ấy, để em múa cho nó đẹp nha. Trời, quá đẹp. Thứ hai nữa ấy, trong lúc mình biểu diễn ấy, nó nóng mình thì lấy là mình quạt cho nó mát. Trời, có quá nhiều công dụng. Còn thứ ba nữa ấy, là trong lúc mình biểu diễn ấy, nhỡ mình mà có quên lời ấy, thì mình lấy cái quạt này mình che cái miệng lại để khán giả người ta khỏi biết ấy mà. Vậy hay rồi khi mà mình nhớ lời cái mình lấy ra mình hát tiếp.
Trời ơi, trời ơi, có quạt không, có nghiên cứu kỹ lưỡng nghe. Coi coi. Rồi còn cái khăn này có công dụng gì không? Nói luôn cho quý vị khán giả biết coi. Ờ cái khăn này á, ê trong lúc mình biểu diễn nè, mình nhảy nhót cái gì, cái bụi nó bốc lên ấy, ê cái mấy là mình phủi bụi. Hay. Ê cái thứ hai nữa ấy, là trong lúc mình biểu diễn ấy, mồ hôi nó ra ấy. Cái mình dùng mình thấm mồ hôi. Trời chắc mai mốt mình diễn phải xăm cái quá. Còn thứ ba nữa. Sao? Ôi cái điều này mới là quan trọng nha. Quan trọng sao? Ê là trong lúc mình biểu diễn mình nhảy nhót ấy. Hứng quá đấy mà. Hứng quá. Ê nhỡ mà có cái thân áo nó rớt ra ấy. Cái mình dùng cái khăn này mình lấp vô lại. Emergency mà. Trời ơi dữ dằn ha. Trời ơi, bởi vì âu phục của mình là cái gì nó cũng có công dụng hết trơn á, tại mình không để ý tới thôi gì phải không? Được rồi, bây giờ cô có thể là cô cho khán giả biết, giống như tôi biết, là cô mặc chiếc áo này để cô trình bày nhạc phẩm gì không? Dạ, em mặc chiếc áo này xin gửi đến quý vị nhạc phẩm với tựa đề rất ư phong phú và thơ mộng. Trời ơi, có nội dung đồ đàng hoàng đó hả? Đấy, bài hát nói lên tâm trạng của người con gái vừa mới biết yêu. Lần đầu tiên hẹn hò với một chàng trai trẻ trong một công viên tuyệt đẹp. Trời ơi, quá thơ mộng. Ôi nhưng mà nè cô ơi, trời ơi cái chuyện này lạ nghe. Trời, cái chuyện hẹn hò là để đàn ông con trai người ta hẹn, mình đàn bà gái ai đi hẹn hò con trai kỳ vậy? Chờ hoài không thấy anh tới thì không hẹn thì mình phải hẹn chứ. Chẳng nhẽ ngồi đấy chờ anh hẹn à? Thế bắt tưởng em ấy còn trẻ lắm hay sao? Trời ơi, vậy mà nói cô gái mới yêu lần đầu. Trời ơi, này chắc yêu lần bỏ quá. Cho nên lần nào cũng lần đầu hoài á. Cái bác này, đấy là nội dung bài hát chứ đâu phải là em đâu. Không phải của cô hả? Em ấy. Sao? Em ấy còn hãy còn vơ dần. Trời ơi, giống trong chuyện cổ tích quá trời ta ơi. Trời ơi, tướng tá về mà em còn vơ dần á. Thôi được rồi, bây giờ cô có thể giới thiệu tiếp coi bài hát là gì không? Dạ, sau đây em xin gửi đến quý vị nhạc phẩm với tựa đề Lý Cây Đa. Trời ơi, có Lý Cây La không mà cũng bẻ gần chết đó, đứng chờ nghe câu giới thiệu không muốn gãy xương sống. Lý Cây Đa, bắt đầu vô. Trèo lên khoan sông ngồi gấp ơi à cây đà rằng tôi ly ơi à cây đà. Trèo lên khoan sông ngồi gấp ơi à cây tùng rằng tôi ly ơi à cây tùng. Trèo lên khoan sông ngồi gấp ơi à cây dừa rằng tôi ly ơi à cây dừa. Trèo lên khoan sông ngồi gấp ơi à cây xoài rằng tôi ly à cây xoài. Trèo gì thế? Trời ơi hát bài gì cứ trèo lên trèo xuống, trèo lên trèo xuống hoài. Hát cái bài này xong chắc mòn đít hết quá. Cái bác này lần đầu tiên hẹn hò với người yêu thì phải nôn nóng. Rồi thì nôn nóng. Mình ngồi chờ mà anh chưa tới thì mình trèo lên mình xem anh tới chưa. Mà anh chưa tới thì mình ngồi mình chờ. Mà chờ mãi chẳng thấy anh tới, mình trèo lên mình xem tiếp. Mà trèo lên anh vẫn chưa tới thì mình ngồi mình chờ nữa chứ sao. Trời ơi, chưa từng thấy luôn. Trời ơi, hẹn hò với con trai là thấy cái điều đó là điều không đáng rồi. Còn đằng này để từ từ ta tới làm gì. Là cha làm như hứng dữ lắm à. Trời ơi, nôn nóng gì dữ vậy. Tôi nói cô nghe nè, trời ơi, hát bài hát dân ca Việt Nam mà hát vậy là nó không có yểu lạ, không có êm đềm. Hát dân ca mình phải hát cho nó nhẹ nhàng, nó tình tứ, nó mới vô lòng của khán giả được chứ. Thế à? Bây giờ cô muốn hát dân ca, tôi hát dân ca biểu diễn một bài cho cô học hỏi. Bác anh mặc như thế này mà hát dân ca mà coi chưa được. Ai nói với cô tôi mặc vậy tôi hát dân ca? Thế bác mặc cái gì nào? Không mặc gì hết. Ôi! Trời ơi, ý tôi nói là bây giờ phong cách biểu diễn nó mới rồi. Thời đại văn minh nó lên rồi phải không? Ôi cho nên mà à? Khi cái tiếng nhạc trỗi lên là tự động tôi sẽ thay đổi simi cho thích hợp với bài hát. Ơ thế à? Rồi, bây giờ tôi hát, tôi giới thiệu cho cô bài hát dân ca mà miền Nam Bộ có tên là Ru Con. Nội dung phong phú lắm phải không? Khi tiếng nhạc trỗi lên, quý vị cứ tưởng tượng trước mặt quý vị là một mái nhà tranh siêu dẻo. Trong mái nhà tranh siêu dẻo có ánh đèn dầu le lối. Người vợ hiền ở nhà ẩm bồng ru cho con ngủ để chờ chồng đi nhậu về. Hả? Không phải đi làm về.
Nhưng mà tôi nói cô nghe nha, tại tôi hát bài này là bài ru con. Mà giờ không có con tôi ru đâu được, mấy giờ cô làm con tôi đi. Bác vừa phải đi nhá. Sao vậy? Em như thế này làm sao làm con bác được? Không dám đâu, trời ơi con này con giả bộ, tôi làm tiếng nít khóc cho tôi ca thôi. Nếu ai dám nhận cô làm con, trời nhận cô làm con ngại biết complain mấy trăm lần. À, ý của bác nói là em giả bộ làm tiếng nít khóc á? Tiếng nít khóc rồi, có tiếng nít khóc tôi ru nó mới giống. Ôi cái đấy thì dễ. Dễ không đâu, dễ làm thử tiếng nít khóc thôi. Đây bác nghe em thử nhá. Thử coi. Gì thế? Thôi phải khen nha. Trời ơi tiếng cái khóc của cô giống mấy máy cưa cây quá. Thôi không được đâu, khóc đâu phải khóc ẻo lả tình tứ đàng hoàng, khóc thì thấy ghê quá chị ơi. Nè coi tôi khóc là học hỏi nè, tiếng nó khóc trước khi mà nó khóc là nó thèm đồ ăn hay gì đó nó mới khóc. Ôi khóc có à? Nức nở nghẹn ngào coi nó khóc nè. Trời ơi Kinh Phong giật chị hả? Làm gì chứ uống kéo dữ vậy? Bác khóc ấy à? Tôi mới khóc đó. Nói cũng phải khen nha. Sao? Tiếng bác khóc giống như là tiếng máy hút bụi ấy. Bên cưa cây bên hóc hút bụi cũng vừa gì. Thôi được rồi, đâu giờ cô hóc khóc nhẹ nhàng đi. Đó là tôi hát cho cô ke nghe nha. Khóc tình cảm ngọt ngào. Nghe không? Vâng. Vô nghe. Đây bài hát dân ca Nam Bộ ru con bắt đầu. Đi khóc tôi mới hát được. Ngày ngủ ngủ đi con, ngày ninh ninh đi con, ngủ hoài sao con không ngủ. Đàn bà độc ác. Sao độc ác? Người đàn bà tàn nhẫn. Sao tàn nhẫn? Ru con chưa ngủ đâu, ngủ mất tiêu rồi. Trời ơi, nó mới mấy tháng tuổi ru hoài nó không ngủ, tôi phải ngủ để tôi giữ eo chứ. Trời ơi, chứ đàn bà gái mặt mày để xanh lè xanh lét đó, chồng nó thấy nó quê nó bỏ rồi sao. Nhưng mà tôi nói con nghe, trời ơi, tại nó thể loại nó vậy đó, chị yên tâm đi. Thôi nhưng mà này, tớ hỏi bắt mặc cái áo này kêu là cái áo gì thế? Áo này người ta gọi là áo dài khăn đóng. Ê, tại sao là gọi là áo dài thế? Khăn tại đóng. Vì cái áo nó dài, ta gọi là nó áo dài. Ờ, dễ vậy à? Dễ thích quá trời luôn. Ôi, cái này là cổ kiểu miền Nam tôi mặc á, mà con trai ưa mặc á. Còn kiểu à? Mà đàn bà con gái á, thì người ta thích mặc áo bà ba. Ôi thế tại sao người ta gọi là áo bà ba thế? Thì tại áo bà ba là có cái bà ba mặc trước, không? Người ta thấy đẹp ta bắt trước ta mặc theo nên ta gọi là áo bà ba. Ê hay nhỉ. Cũng hỏi. Thế có áo bà bốn không? Cô hỏi gì, cô hỏi sao? À, có áo bà bốn không ạ? Có chứ, có áo bà bốn chứ. Áo bà bốn là có đằng trước không có đằng sau. Ôi mát nhỉ. Trời ơi tôi nói thiệt cô, trời ơi còn có áo mà năm bà bảy bà sáu nữa đó. Ê. Trời ơi áo mấy bà đó còn dữ dằn hơn nữa. Thế tức là con miếng vậy thôi. Ôi, tại cô không tin, cô đi ra mấy bãi biển thấy bây giờ mấy cô mặc áo bà bảy bà tám nhiều lắm. Vậy sao? Trời ơi không chừng tới năm 2000 á là ta chuyển tới mặc áo bà mười á. Áo bà mười nghĩa là áo sao? Áo bà mười là trụi lũi mặc gì hết á. Ê cái bác này nham nhở quá. Ủa chứ không phải chị khoái mặc áo đó hả? Thôi đi cái bác này nham nhở quá. Nghe cho vui vậy thôi chứ mấy đó là tình thương thôi. Thấy không? Trong tình thương của quý vị quan khách đó có mặt ngày hôm nay. Dạ. Thôi bây giờ tôi đề nghị vậy thôi, hai chị hai đứa mình á hát một bài hát nói về tình thương được không? Tình thương à? Ừ. Thế tình thương của ai thế? Trời đất ơi. Thử nghe nói tình thương cái bắt đầu bà uống liền. Thế tình thương của ai thế? Trời ơi ta nói tình thương đây, tình thương chung của tất cả mọi người đối với mọi người ở đây. Chứ làm gì của tình thương cái đôi lứa nghe hỏi tới cái làm tới à. Thế à? Thế bác tính hát bài gì? Dạ tôi với cô hát một bài hát nói về tình yêu, tình thương. Bài hát được mang tựa đề What is love? What is it love? What is love? Baby don't hurt me. Don't hurt me. Ui da. Hey.
công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. What is love? What is love? Lên tới rồi. Trời ơi, tôi nói rồi mà. Trời ơi, nó đi hát kiểu này là chết rồi. Trời ơi, vậy sao làm ăn cái gì nữa? Trời đất ơi, mệt quá trời quá đất à. Trời thấy không, đi hát vậy đó. Trời ơi, coi chừng té rồi mất công nữa. Trời đất ơi. Cảm ơn quý vị. Thôi thế. Trời đất ơi, may không chạy ra mấy hàng ghế rách quần hết trơn, thấy không? Trời ơi, nói rồi dậy từ 5 giờ sáng tới bây giờ mà bây giờ còn cái gì thế? Trời ơi, lên tới đây rồi còn chu mỏ kẹt 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 hoài vậy. Cái bác này hay thế. Đàn bà con gái thì ta cũng phải biết lo trưng diện chứ. Đồng ý rồi. Thế chẳng nhẽ ra đường ấy lại bảo ấy, gớm, nhìn vợ người ta mà phát ham. Thân thể thì nõn nà. Dĩ nhiên. Mặt mày thì sáng sủa. Còn vợ mình ở nhà ấy. Rồi sao? Mặt mày xấu xí như ma. Còn thân thể giống như là trái dưa hấu biết đi. Trời, cái này ném về dưa leo với dưa hấu gì. Nhưng mà chị chân diện vừa vừa thôi chị ơi, tôi nói thiệt với anh đây nghe. Thường thường ta nói á, vợ xấu vợ mình, vợ đẹp vợ người ta. Nghe không? Phải. Đây thì bác nói phải rồi, nghe không? Bác nói phải đó. Đây, ý nghĩa mỗi lần mấy ông ra đường ấy nhìn cô kia khen đẹp. Liếc cô kia khen xinh. Trời ơi, nói gì cũng nói. Trời ơi, người ta thường nói là cái đẹp là cái trời cho, ai mà không ngó ốm o gầy mòn. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, bác ngó cho đẩy vào. Thế bác có mập béo được tị nào đâu. Ở cái này là tại vì tôi ngó nhiều quá nó bị overheat. Nhưng mà tôi nói cho chị nghe đó, thường thường mà không biết mấy anh đây thì sao nghe, cái chân diện vừa vừa thôi, nghe không? Từ hồi mà mấy chị chân diện về cái mấy anh tụi tôi bị mất tự nhiên. Tại sao mất tự nhiên? Tức là hồi xưa chưa sửa gì hết á, tôi muốn hung ở đâu tôi hung. Rồi từ hồi sửa về cái hung phải né tùm lum hết trơn. Sao né tùm lum nè? Vừa mới tính hung vô má cái đó. Anh ơi, coi chừng hung nhẹ nhẹ, coi chừng cái da em mới căng. Trời ơi, tính đưa xuống chút xíu hung vô môi nha. Rồi nói, anh ơi, có chừng hung nhẹ nhẹ, mờ cái đường xăm em mới dẻ. Trời ơi, tính hung lên trán nha, tính hung lên trán cái đó anh ơi. Rồi coi chừng cái cầm anh đưa vô, xẹp cái mũi em mới nâng. Rồi giờ cho hung ở trên đầu không à. Cái này ném về cha hung con à. Mệt quá. Thì tôi cũng phải biết bảo vệ nhan sắc của tôi chứ. Chứ chẳng nhẽ rồi mấy ông hôn rồi hả, mỗi lần mấy ông hôn lại phải đi sửa à. Thì bây giờ cái nụ hôn của mấy ông cũng trị giá bạc nghìn, ông còn muốn gì nữa? Không dám bạc nghìn đâu, thà bạc cắt mà nó phê hơn. Trời ơi, may mới có trên mặt thôi nghe, mấy chỗ khác còn cực kỳ khó khăn nữa ha. Nhưng mà này, bác kêu tôi tới đây để diễn này, bác kêu tôi tới đây để bê với tôi đấy. Thấy ghê không? Trời ơi, coi rồi mới nói vài câu cái trai ra 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 ra. Trời ơi, hàng chi 30-40 tuổi là cũng còn ở giá. Ai nói với bác là em ở giá đó? Chứ không mở giá mà 30-40 tuổi rồi không thấy anh nào ngó nghía gì tới hết trơn vậy. Ê thế bác không nghe người ta nói à? Nói gì sao? 70 chưa phải là già. Cứ vui cho đã tới già hẳn hay. Trời ơi cứ vui cho đã. Trời ơi. Không biết đây có chị nào giống bà này không? Trời, cứ vui cho đã tới già hẳn hay. Trời ơi, giờ này mà không chịu ấy gì hết, mai mốt già rồi ai dám nhào vô. Sao không dám nhào vô? Rồi coi già chát là nhào vô hưởng được gì? Hưởng được chứ sao? Hưởng được cái gì? SSI, tiền già đấy. Đang bác tưởng cái xin SSI dễ lắm à? Rồi không biết ở đây có anh nào mà khờ khạo đến nỗi mà tự nhiên gặp bà 70-80 tuổi nhào vô hưởng tiền già không? Trời ơi, bây giờ ta hưởng chứ mai mốt mà già ta hưởng gì chị ơi? Nhưng mà này. Ta muốn hưởng là đường đường người ta lấy vợ về là người ta phải hưởng cái em. Cái gì? Chị chỉ từ dưới trên mà nhột nhạt chết rồi, chỉ chỗ nào chỉ một chỗ thôi chứ. Trời ơi, cái chị này ngộ không? Ta lấy chị về làm vợ là ta muốn hưởng chỗ nào ta hưởng chứ. Vậy á, bởi vì em cắp lấy chồng. Rồi, trời ơi, giá đi. Mấy chị đừng nghe bà này, ở giá hết mấy anh là nguy dữ lắm. Nhưng mà tôi nói chị nghe này, thôi bỏ mấy chuyện nó qua đi. Bây giờ gặp chương trình đại nhạc hội Hollywood Night hôm nay. Bây giờ chị có bài nào hay nhất của chị tặng cho quý vị khán giả đi. Bây giờ, ủa mà này chị đi hát hay chị đi chợ hả? Ôi giời ơi, sáng bắt hối tôi vớ phải cái gì tôi mặc đại cái đấy thì... Nhưng mà trời như vậy chứ bác đừng có lo. Sao? Em mặc nhiều tầng nhiều lớp lắm. Vậy hả? Cứ hễ hát hết một bài là em cởi một lớp. Hát hết một bài là em cởi một lớp. Hát bài cởi lớp, hát bài cởi lớp vậy đấy. Hả? Rồi ăn mặc mỏng manh gì hát được mấy bài?
7-8 bài chứ chả chơi. Chưa tính mấy cái lụng kỉnh lạng cạn gì nữa đấy. Mỏng manh vậy cũng hát 7-8 bài phải không? Tại tôi biết tôi giới thiệu tới bài thứ 7-8 tôi ngưng. Chứ tôi giới thiệu qua bài thứ 9 cái con người chị trụi lũi. Ôi, bác này hơi xin lúc đó chừng mấy anh kêu chị đứng đây hát tới sáng luôn. Nhưng mà bác nói tôi chứ thích cái bác có ăn mặc có hào hơn tôi đâu. Bác mặc cái kiểu gì thế? Trời, chị không biết chị ơi, kiểu này ta gọi là model 599, model car wash. Car wash là sao? Là rửa xe đó, rửa xe đó. Chị thấy không? Sáng ra đứng vậy là nhà ha. Là sạch bót hết trơn. Model dây chê nữa. Thôi nhưng mà bác nhìn mặt anh mặc thì gớm quá. Thôi bây giờ chị hát trước đi. Rồi bây giờ chị trước kia chị hát, chị cởi trước lớp cho tôi mượn trên đi, lớp trên. Ở đây thì tôi thấy cái áo này cũng lớp được, có lớp của chị đi. Mặc vô dùm cái cho nó đỡ, nhìn cho nó giống nghệ sĩ chút xíu. Đó, kệ, mặc áo đàn bà cũng đẹp lắm á. Rồi bây giờ đi. Bắt đầu chị hát trước đi. Em hát á? Bây giờ chị hát trước đi. Hát bài gì? Hát bài tủ của chị đó. Tủ á? Tủ thì em nhiều tủ lắm. Vậy được. Tủ quần nhá, tủ áo nhá, tủ lạnh. Cái gì thế? Trời ơi, tôi nói tủ đây tức là cái bài hát mà chị ưa thích nhất á. Ôi, cái bài nào em cũng ưa thích cả, cho nên em chả biết hát bài nào. Hôm ấy giờ mình hát nhạc tâm trạng đi nha. Tâm trạng nghĩa là sao? Tức là tâm trạng mình sao mình hát vậy. Bây giờ tôi thí dụ cho chị nghe. Thí dụ như người con gái trưởng thành đến tuổi biết yêu, sẵn sàng trao trọn con tim của mình cho người mình yêu. Thì trong tâm trạng đó người con gái đó sẽ hát bài. Hát bài gì thế? Trái tim còn trinh. Tâm trạng mà hát nhạc tâm trạng hát vậy nó mới hay. Nhưng mà khi thành vợ thành chồng rồi, người con gái này không còn vui đùa bay nhảy như xưa. Thì trong tâm trạng đó người con gái đó sẽ hát bài. Bài gì thế? Trái tim ngục tù. Nhưng mà nói xin lỗi nha, người phụ nữ Á Đông mình có cái lòng thủy chung cao cả, sẵn sàng đi với người mình yêu đến cuối đoạn đường tình. Thì trong tâm trạng đó người con gái đó sẽ hát bài. Bài gì thế? Đồi thông hai mộ. Thôi đi bác ơi, khi thông người nói người ta hát đồi thông hai mộ là vậy sao? Ôi cái ý tâm trạng nghĩa là vậy à? Vậy thì cũng thể theo lời yêu cầu của bác. Cũng như là thể để đáp lại sự yêu mến của quý vị khán giả ở đây. Uyên Chi cũng xin gửi đến quý vị nhạc phẩm. Nhạc gì? Ôi cara. Ta có nhạc ô carol làm gì có cara trong đó nữa. Cái bác về thời hiện đại là nói là chỉ có nói tới cara là nghĩa là diamond đấy. Học xoàn á hả? Ừ. Nguy quá. Chưa hát là tôi thấy bắt đầu tốn rồi đó. Thôi được rồi. Và kính thưa quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay cho Quyên Chi và bài hát ô cara. Bài nhạc vô. Ủa sao thấy nhạc đâu hết trơn rồi trời. Thôi tôi làm nhạc luôn cho chị. Vô. Ơi anh yêu, em ước mơ chẳng có nhiều, lớp mi thì phải tiêu, chẳng khè là bao nhiêu. Cứ shopping, khi nói yêu phải biết điều, món chi mình cũng dình, chớ nói hoài không tin. Thương thâm thì khi anh sẵn sàng cho em một chiếc xe. Thôi. Cái gì? Thì cái bác này hay nhỉ? Thì tâm trạng em làm sao thì em hát như vậy. Thôi may là chậm lại kịp thời. Chứ không thôi là mà hồi bắt sắm nhà nữa, chứ không phải mới sắm xe đâu. Trời ơi, yêu kiểu chị là chắc tan nát cuộc đời. Nhưng mà bác này à, người ta nói của chồng thì công vợ. Đồng ý. Có người làm ra tiền thì cũng phải có người xài tiền chứ không quý vị? Em đâu chứ chỉ còn gì nữa. Chứ cái kiểu như vậy có nói gì chi? Thôi kệ, cũng hy sinh nhắm mắt hy sinh đi, nhưng nói chị nghe nè. Chị 30-40 tuổi rồi. Sao? Body cũng còn bóc lắm. Cái bác này. Bây giờ thí dụ như có người ta cầu hôn chị rồi chị tính thì sao? Cái gì bác nói cái gì? Cầu hôn. Cầu hồn á? Ê! Cầu hôn chứ cầu hồn cái gì? Run quá. Bác nói cái gì? Cầu hôn, cầu hôn. Hôn à, ai cầu thế? Tôi. Thằng nào gan lắm nó nhào vô. Sao nay hăng thế, diễn từ xưa. Tại nay có đông đảo khán giả, bệnh miệng bệnh mồm nói luôn. Cầu hôn. Cầu hôn á? Cầu hôn thế. Có cái đòi hỏi gì nhiều nhẹ nhẹ không? Có hợp xoàn không? Ôi, mới cầu hôn rồi hợp xoàn. Nói vậy cho có 2-3 chiếc luôn, 2-3 chiếc. Vậy á? Thế. Đủ màu hết á. Bây giờ cho mượn cái tay đi tôi đeo vô cho. Ôi trời ơi, bằng đây tuổi đầu chứ đâu có ai nắm tay bao giờ. Ê, nó nổi không có ai nắm tay luôn kìa trời. Cái gì? Cho mượn cái tay đi tôi đeo nhẫn vô tôi cầu hôn. Thế bác nói vậy thì bác nhắm mắt lại đi. Em mắc cỡ quá.
Trời ơi, 30-40 tuổi rồi còn mắc cỡ, nhắm mắt lại đi rồi nữa. Nhắm mắt kể lại chấp đi. Nhận hy sinh rồi, nhắm mắt rồi đó. Đưa bàn tay đây, sẵn sàng có nhẫn liền. Ê, này. Có nhẫn hộp xoài. Đây. Ô. Trời ơi, đi hát biết bao nhiêu lâu vậy bây giờ mới được nắm bàn tay. Ô trời ơi. Trời ơi, quá đã luôn. Chơi vô. Trời ơi, đâu có ngờ lâu quá trời mà tay nó cũng còn thơm dữ kìa trời. Tôi rơi. Woman stand middle of the sky. Gớm con gì nó kêu thế. Trời ơi chị làm gì vậy? Trời ơi tôi nói tiếng Mỹ chị không hiểu hả? Trời ơi tôi nói crazy woman stand middle of the sky. Crazy woman có nghĩa là bà điên. Stand có nghĩa là đứng, middle là ở giữa, the sky là bầu trời. Có nghĩa là bà điên đang đứng giữa trời. Nè nè, nè nè nè, bắt tiếng ám chỉ em đi à? Ám chỉ gì, ta đang nói tiếng Anh mà ám mày chỉ mày nói tiếng Anh với tiếng em. Về mà học lại ESL đi. Trời ơi, tôi nói chị nghe, học chi cho nó nhiều, xài không hết, nó uổng gì biết không? Trời, chỉ cần biết một vài chữ thôi, nói người Mỹ nghe hiểu được rồi. Tôi nói thiệt chị, có cái bà má ở kế nhà tôi đó, mới qua gần một tháng nay thôi, biết có một vài chữ tiếng Anh thôi mà nói Mỹ vẫn hiểu như thường. Bốc phẹt. Thiệt, trời ơi, tôi nói chị nghe nè, cái bà đó bà mới qua Mỹ có gần tháng nay thôi, không, bà chưa có shop gì hết trơn á, chỉ có ông chồng là kiếm được cái shop của chính phủ thôi. Thế ông chồng biết tiếng Mỹ à? Trời mới qua gần tháng làm sao nói được chị? Thế tại sao ông kiếm được cái job của chính phủ? Trời ơi vậy mới hay. Cái job gì thế? Lụm rác ngoài freeway á. Lại bốc phét. Cái đây đâu phải là cái job. Cái sao? Cái đây là cái hình phạt của chính phủ, họ phạt những người mà họ phạt tội nhẹ. Họ được cái job là lượm rác ngoài freeway. Trời ơi lượm rác làm như sung sướng lắm vậy, cho phép đâu nữa. Trời ơi, thì ông bị phạm tội nhẹ, ông mới đi lụm rác ngoài freeway. Thế ông phạm tội gì mà ông mà tội nhẹ? Biết tội gì không? Tội gì thế? Đánh vợ. Đánh vợ mà tội nhẹ à? Thì tại ông đánh nhẹ, ông bị tội nhẹ, chừng nào ông đánh nặng, ông mới bị tội nặng. Biết gì hết trơn. Ê, này, nhưng mà thế là ông có biết là bên đây là lady first không? Trời ơi, phải ông biết, ông đâu có đi lụm rác ngoài freeway. Thấy không? Trời ơi, tại ở đó giờ là ông chuyên môn, ông sống là gentleman first. Vợ mà cà chớn hả, lôi lại giật trỏ lên đó. Để bắt má làm gì đây? Thôi xin lỗi, đang hứng. Đó, tại ông bị quen vậy đó, ông đâu có biết đâu, nghe không? À, mà chị biết tại sao ông đánh vợ không? Mà tại sao ông đánh vợ? Tôi kể tiếp cho chị nghe vậy nè, tức là bữa đó ông đi xin job về không có. Cái người vợ mới đang ngồi coi tivi say mê vậy đó. Cái ông mới kêu bà đi nấu cho ông tô mì gói ăn. Rồi, thế bà vợ có đi nấu cho ông chồng ăn không? Không. Tại chị biết làm sao không? Trời ơi, bà đang coi tivi say mê một vụ án ly kỳ nhất của nước Mỹ mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình bà. Ôi giời, cái vụ án gì mà kinh thế? Vụ án của Tổng thống Bill Clinton và Monica Lewinsky. Ôi giời ơi, Clinton thì để cho chính phủ Mỹ họ lo. Mắc mớ gì tới bà mà bà phải lo? Sao ông mắc mớ? Trời ơi, suốt ngày ông chỉ lo ông đối đầu với cái vụ án đó không à. Ông không lo cải tổ trợ cấp xã hội gì hết trơn á. Bà không có welfare, phú tem lấy gì bà xong. Không ảnh hưởng sao được. Nhưng mà bác thì... Đó rồi chị biết sao không? Đó cái ông thấy cho bà ngồi bà coi hoài cái ông tức. Ông tức ông vô mặt hầm hầm cái bắt đầu ông tính dạ. Nữa. Quên lộn. Giả cho bà một cái. Giả bà cái cho chị biết bà sao không? Bà sao bác? Lặng lặng không nói tiếng nào hết. Bóc điện thoại lên kêu police. Đúng rồi, phải hành động như vậy. Đó, trời ơi, kêu police tới liền. Ê, nhưng mà này, bà đâu biết tiếng Mỹ đâu. Nhưng mà tại sao mà police tới được? Trời ơi, ở bên đảo 6 tháng mà. Yes, yes, no, no, 6 tháng cũng vô. Anh nói vậy mà Mỹ hiểu mới hay chứ. Không? Nè, để tôi diễn tả là nghe bà kêu tình cảm sâu nổi lắm nghe. Bà bóc điện thoại lên, giọng nức nở ngẹn ngào nghe. Như thế nào? Kêu 911 à. Gọi điện thoại. Hello. Mac Ray ép mình. Cái gì bác nói gì thế? Nói tiếng Mỹ đó. Tiếng Mỹ Mac gì? Là làm. Thấy không? Ray là ơn, hép là giúp. Mi là tôi, làm ơn giúp tôi. Tiếng Mỹ. Rồi sao nữa? Bắt đầu nói tiếp rồi nghe. My house.
Onion somami. Này, cái gì mà hành tỏi trong đấy thế? Ừ, đang báo cáo mà có hành tỏi gì? Mai sao có nghĩa là vợ nhà tôi. Ờ, nhà tôi. Onion là hành, summer là hạ, mi là tôi, tức là nhà tôi hành hạ tôi. Thế à? Ừ, không hiểu gì hết trơn. Kỳ thế. Ờ, vậy mà Mỹ nó tới ào ào luôn á. Hay thế. Ừ. Xong rồi sao nữa? Không, nhưng mà tội nghiệp, ổng đâu có biết nói tiếng Anh, tiếng Mỹ gì đâu. Rồi sao? Nhưng mà ổng cũng biết nhét no. Nên Mỹ mà vừa tới cái hỏi ổng cái gì ổng cũng chối hết trơn á. Thấy không, Bùi Lý Thổi, hồi nãy anh có đánh vợ anh không? Ừ, ông nói sao? No. Hay nhỉ? Trời ơi, học được no lấy ra xài liền mà. Hay quá. Cái Bùi Lý nói, vậy là cái bà này phải du quan cho ông phải không? Rồi ông trả lời sao chứ? No. Hay nhỉ? Ừ, đúng là chó ngáp phải rồi. Học nhiều mà. Chó ngáp phải rồi đấy. Rồi Bùi Lý mới tức, Bùi Lý mới hỏi tiếp. Vậy là tức là bây giờ ông bà muốn ở chung với nhau nữa không? Rồi ông trả lời sao? No. Cái anh nhà dạ vậy. Nhưng mà này làm gì mà no hoài thế? Thì đó, ông tức. Ông trả lời no hoài mà cứ hỏi hoài ông tức. Ông chuyển qua yes. Rồi sao nữa? Bùi Lít mới hỏi tiếp nghe không? Rồi vậy là tức là nãy giờ bà nói là cái chuyện nào nó cũng xảy ra. Tức là ông đánh bà phải không? Rồi ông trả lời sao? Yes. Bùi Lít hỏi tiếp là ông có biết bên này đánh vợ là phạm tội không? Rồi ông trả lời sao nữa? Yes. Rồi chết. Bùi Lít mới hỏi tiếp. Vậy là bây giờ tôi xin mời anh về bóp cảnh sát với tôi. Rồi bác trả lời sao? Ông trả lời sao? Rồi hỏng toét. Rồi sao nữa thì hấp dẫn quá rồi chứ. Nó được cái job lụm rác ngoài phi quay đó. Trời ơi, có nhiều hỏi hoài chị ơi. Thôi mà bỏ cái chuyện nó qua bên nha. Nay sẵn có bà con đông đảo vui vẻ ở đây, hồi nãy tôi vô tôi thấy chị đứng cái tướng gì mà kỳ cục vậy. Hả? Trời ơi, có bắt đầu quá ẹo kìa trời. Không nói dấu gì bác. Nói dấu chi. Em đang là tập để thi diễn viên điện ảnh. Trời ơi, diễn viên điện ảnh rồi nữa hả? Trời ơi, nhưng mà chị đóng cho hãng phim Việt Nam hay hãng phim Mỹ? Em là em phải đóng phim hãng Mỹ đàng hoàng đấy. Hãng Mỹ đàng hoàng? Vâng. Rồi vậy là cái hãng này nó muốn khai phá sản băng rút si rồi, nó mời chị á. Này, bác đừng có những cái tư tưởng coi thường em như vậy nhá. Trời ơi, sao hãng nào ngang thường vậy quá. Trời. Nhưng mà chị cho tôi biết coi cái hãng đó tên gì để tôi coi có quen thuộc ở bên Hollywood không? Cái hãng này nổi tiếng lắm. Tên gì nói nghe coi. Outside the Earth. Outside the Earth. Rồi nó mời chị đóng là đúng rồi. Sao lại chị biết sao đúng không? Outside the Earth có nghĩa là bên ngoài trái đất. Thấy không? Là tức là nó kêu chị đóng cái phim này là nó chiếu cho mấy người hành tinh coi. Cho mấy người dưới đất liền coi không hiểu. Thôi bác vừa phải thôi. Ngoài cho nó mời chị đóng phim thiệt không? Phải. Nhưng mà sẵn có tôi đây chị cho tôi biết nó mời chị đóng phim gì đây. Em phải đóng cái phim mà nổi tiếng mà có số thu ấy kỷ lục mới đóng đấy. Trời ơi cũng đòi hỏi dữ vậy đó hả? Nhưng mà phim gì? Phim nổi tiếng lắm. Phim gì? Sao bác nhiều chuyện quá. Nói cho bác biết. Titanic đấy. Cái gì thế? Nổi giờ kiếm là có trên sân khấu à? Trời ơi Titanic. Đúng rồi. Trời ơi cái phim ta nổi tiếng lắm đó nghe mẹ. Thì nó mời chị đóng Titanic rồi nó cho chị đóng vai gì trong đó? Em phải đóng vai mà nữ chính trong phim mới đóng ấy. Cái gì thế? Nổi da gà nữa. Trời ơi, vậy đóng vai nữ chánh. Bị đứt xương à? À, thôi tôi biết rồi. Nó cho chị đóng vai nữ chánh tức là cái giống cái vai mà bà già kể là cái cốt truyện đó phải không? Vừa phải thôi nha bác. Mắt em như vậy mà là bà già. Trời ơi, nghe nói bà già cái chê, xin lỗi bà. Chị thấy trong phim Titanic cái bà già đó trăm lẻ mấy tuổi rồi đó. Thấy tướng tá mà còn ngon lành không? Trời nói thiệt chị, tướng chị vậy mà chuyện trăm mấy thôi thôi. Không chừng nó bèo nhèo hết trơn á. Trời ơi, cho đóng vậy còn không chịu. Vậy cho chị đóng vai chánh là vai gì ở trong đó? Em đóng vai rô đấy, lúc mà còn son sẻ. Gì thế? Trời ơi, nổi tiếp. Trời, nổi càng lúc càng lớn. Trời ơi, vai rô rồi nữa hả? Đúng rồi. Ghê quá, chị biết cái vai đó là vai ta kiếm giải Oscar không? Thì em cũng ráng, em tranh thủ ấy, để mà em giật được một cái giải ấy, gần đấy mà. Giật cái giải gần đó. Giải gì vậy? Giải vodka. Trời ơi, vodka là rượu Liên Xô á mẹ ơi. Kệ nó, miễn sao nó có chữ ca là được rồi, có chữ ca là nổi tiếng rồi. Trời ơi, lãnh cái giải này sao xong dám xỉn lắm á. Nhưng mà chị đóng thiệt phải không? Đóng thiệt đấy. Là nãy giờ là tập vợ đó phải không? Nhưng tôi nói chị nghe nè. Bây giờ tôi nói chị nghe, bây giờ chị đừng đóng cái phim đó, nó nặng nề lắm. Giờ tôi giới thiệu chị đóng cái phim khác cũng nổi tiếng ngang ngửa đó luôn. Thế à? Biết phim gì không? Phim gì thế? The Lost World. Mà cái phim đó là... Trời ơi, nổi tiếng, nít mê dữ lắm. Thế à? Nhưng mà em đóng cái vai chánh, vai gì trong đấy? Vai chánh luôn, không có chị là phim quay không được. Vai gì thế? Biết vai gì không? Quan trọng vậy á. Vai con khủng long á.
Đó, không có chị là quay không được á. Vừa phải thôi nha bác. À, giờ không chịu phải không? Thôi bây giờ là dứt khoát đóng cái phim đó phải không? Thì đấy. Rồi được rồi, cho chị. Nhưng mà này này là sẵn có bác ở đây ấy. À, bác đóng một vai trong đấy để có gì em dễ tập dượt ấy, được không? Tôi đâu có bao giờ tôi đóng điện ảnh đâu mà tôi biết, trời. Thử có thôi. Tập với chị thôi nha. Bây giờ chị tính tập cái đoạn nào cho tôi biết trước đi. Em á thì em tính toán rồi. À. Em tính đóng cái đoạn mà Đoạn nào? Rose. Sống tuy là cuộc sống xa hoa dư thừa vật chất. Nhưng mà cô không có được tự do. Đúng rồi. Nên cô tính nhảy xuống biển để tự vẫn, để kết liễu cuộc đời. Sao nhiều đoạn hay quá, không đóng cái đoạn này thấy ghê vậy chị? Cái bác này, em tính toán cả rồi. Sao tính? Thứ nhất ấy, là cái đoạn đấy là không phải đối thoại nhiều. Đúng rồi, đoạn nó đâu có nói gì đâu. Nên khỏi cần phải học lời đối thoại. Trời ơi, khôn quá trời quá đất. Rồi sao nữa? Tính toán. Thứ hai nữa ấy, là cái đoạn ấy, lúc mà rô ấy, tính nhảy xuống biển tự vẫn này. Rồi sao? Cái rồi chát cái kéo lên rồi hai người ngã vật lên nhau ấy. Mỗi lần mà cứ nghĩ tới cái đoạn đấy là em tê cả người. Ôi, chưa đóng là tính lợi dụng ta rồi này trời. Ý của chị là chị tới đóng cái đoạn đó không có nói tiếng nào hết, đang cho dễ đóng như vậy. Đúng rồi. Vậy là tôi chỉ chuyện đoạn này để tôi nhớ. Có đoạn này, đoạn này nó cũng không có nói một tiếng nào hết trơn á. Thế à? Mà tôi coi cái đoạn này trời mấy gạt lần luôn không chán. Vậy chứ con bắt mua bao nhiêu cuốn phim trời rồi? Trời ơi, con cả gạt lần không chán luôn á. Mà con đoạn đó thôi, không có nói một tiếng nào hết trơn á. Thế à? Chị biết cái đoạn nào không? Là gì thế? Cái đoạn bằng rô nó nằm trên sofa cho thằng Jack nó vẽ đó. Đâu có nói tiếng nào đâu, thấy không? Chỉ có nằm thôi cho ta vẽ. Thế bác nói thế nghĩa là em á hả? Sao? Em đóng cái vai đấy là em... Em sao? Trống trơn à. Trời ơi, được đóng cái đoạn đó là mai phước lắm rồi chị ơi. Đóng cái đoạn đó đâu có mặc đồ gì đâu cho mát, thấy không? Nhưng mà này, nhưng mà nếu như vậy thì ai đóng vai chát? Tôi vẽ cho, hy sinh. Hy sinh ngồi vẽ luôn tới sáng cũng được nữa. Cái trong phim nó vẽ có chút xíu à, coi không đã. Chịu không? Sao đây bác này kỳ quá. Đóng... Không chịu đoạn đó được hả? Chị sao mệt quá à, có đoạn hấp dẫn vậy mà không đóng. Giờ chị muốn đóng đoạn nào? Thì em biết rồi. Có một cái đoạn là em nghĩ cũng rất là cảm động. Đoạn cảm động. Đây là cái đoạn đấy mà Rose ấy, với lại Jack ấy. Mà hai người ấy cùng nhau ấy, nhảy xuống biển ấy. Lúc cái tàu nó chìm á hả? Đúng. Đóng cái đoạn nó lạnh lắm chị ơi. Chị này khôn quá, đóng cái đoạn đó chị nằm trên tấm ván còn mình tôi dưới nước không à. Khôn quá trời quá đất à. Cái bác này. Bây giờ đóng cái đoạn đó phải không? Đóng cái đoạn đấy. Rồi tập thử thôi nha. Tôi cũng may phước sao cho chị vô chị đóng thì tôi cũng kiếm được chút đỉnh. Tôi có cái áo này nè. Đúng rồi, mình cho nó giống đúng rồi, đúng rồi. Nó rớt xuống dưới biển ha. Đúng rồi. Tôi cởi ra tôi cho chị quay để coi có gì trong này không, để coi đưa đi là không có đồ trở lại. Trời ơi, hên nha chị, hên nha. Trời ơi, tôi có được một cái sợi dây chuyền giống y chang Titanic, tính mua tặng cho người yêu á, mà giờ gặp chị cho chị mượn chị tập. Thế à? Cái này là dưới biển vớt lên đó nghe. Thế à? Để lâu ngày nó nổi ra, nó phình ra vậy nè. Thế em cất cái khăn này ra nhé. Trong Titanic là nó nhỏ ha. Cái này để dưới nước không mà nó phình vậy đó. Hay vậy, nó mà đổi thứ đủ thứ màu trong đây nè. Cái kia một màu đâu có áp phê. Này nhiều màu áp phê á. Giống không giống? Đi ra đường mà lỡ thất lạc ta dòm ta biết chị liền ha. Giống không giống không? Giống rồi đó. Hay giống chát không chát. Ôi sao bác cứ hay thế? Sao bác biết hôm nay là em nhờ ơi, bác đóng mà sao bác hay thế? Có linh tính. Có linh tính mình được làm chát. Chát in the box á. Nè bây giờ ấy đi. Cái gì chát in the box trong đó nữa. Cái sorry. Làm như tôi hamburger hả? Mặc vô đi nè, cái này mà rớt xuống sông bảo đảm chị là kéo lên không nổi luôn. Cái áo này mà thấm nước vô nặng chình chịch luôn. Bây giờ bắt đầu tập phải không? Bây giờ tập cái đoạn mà từ cái tàu mà nó chìm xuống phải không? Dạ. Cái hai đứa mình phóng ra bắt đầu bơi lội đồ chơi chứ gì phải không? Đúng rồi. Chuẩn bị nha, bây giờ để tôi coi cái nào là cái mũi tàu, cái đít tàu. Thôi mình lấy cái này làm đít tàu đi. Được rồi. Bắt đầu nhảy nha. Bắt đầu cái đoạn đó là nước nâu đồ dữ dằn lắm nha. Đúng rồi. Bắt đầu ra. Bác tính nhảy xuống đây à? Nhảy luôn, chơi luôn mà. Thôi em không dám đâu. Không dám thì người ta lọt xuống dưới biển còn được, mà mình nhiêu đang thua vậy. Bắt đầu nha, làm như thiệt nha. Rồi sao nữa? Music. À, cái gì thế? Bỏ ra. Quên nói tôi không biết lỗi. Kệ bác, tránh ra đi. Để ai sống được mặt ai. Nó còn thấy ghê không? Tao không biết lỗi người ta chìm sao? Đáng chịu. Ráng lấy đi. Trời ơi. Chóng mặt quá.
nước rồi. Thôi chị ơi, bỏ đoạn này đi chị ơi. Mệt quá. Thôi đóng đoạn này dám tắt thở lắm. Trời ơi, nhầm không biết lỗi mà đóng cái đoạn này sao đóng. Thôi đóng luôn vô đoạn kia đi. Đoạn gì? Đóng đoạn này mệt quá, đóng bắt đầu tới đoạn nằm đi. Đầu chị nằm đi. Nó vừa phải nhá. Sao vừa rồi? Đang nghe nói người ta nằm nghĩa là cái gì? Trời ơi, ham lắm, nghe nói nằm cái ham liền à. Nằm là bắt đầu nằm lên miếng dán đó, rồi cái thằng sắt nó bu trên miếng dán nó tâm tình á. Ồ, thế thế là cái đoạn cuối á. Ừ. Ê thì được. Nghe nó nằm cái ham lắm à. Vậy thì nằm á? Ừ, nằm đâu? Thôi chị nằm trên cao đi. Vậy thôi em nằm nhá. Nằm trên cao mới thấy cái tướng xấu. Ồ, cái tướng đẹp. Ồ. Nằm nhá. Ừ, nằm đi. Nằm nhá. Nằm đi, tự nhiên nằm. Này. Hả? Bám vô. À, thôi mình lấy cái này mình làm đỡ không dán đi. Ừ, bắt đầu nha. Ồ đấy mà. Bắt đầu chuyện tình cảm nha, bắt đầu từ từ tôi bơi từ xa tới bắt đầu tôi mới bám nha. Đúng rồi. Music. Bơi mệt, bơi mệt. Bắt đầu diễn tình cảm nha. Đúng rồi. I love you. I love you too. Trời ơi, mẹ ơi, không tự nhiên cái đầu đớp tôi vậy. Lớp, lớp cái gì đớp. Cái tiếng này em nói vậy thôi, em xin lỗi. Làm lại. Lớp, đớp, đớp. Xóa đi. Làm lại nè. Làm lại đi. I love you. Đó, vô. Cảm động quá. À, vô tiếp nha. I love you. Equal. Left hook. Gì vậy? Cái gì thế? Trời ơi, nói tiếng Anh mà làm mất hứng á chị ơi. Nó nói gì thế? I love you tức là tôi yêu em. Rồi sao nữa? Equal là bằng, left là trái, hook là trái tim, me là tôi, tức là yêu em bằng trái tim tôi. Trời ơi, nói vậy mà cũng không hiểu nữa. Ôi trời ơi, nói tiếng Anh làm gì cho nó mỏi miệng, mỏi tai. Nói đại tiếng Việt Nam đi. Trời ơi, Titanic mà nói tiếng Việt Nam. Đây, được rồi, làm thử nha. Lạnh quá. Trời ơi, lạnh thấy mồ á. Giả bộ mà. Em. Anh yêu em. Cảm động quá. Ai đứa mình không thể nào xa rời được. Lạnh quá. Anh yêu em như là cá với nước vậy đó. Cá mà không có nước làm sao sống. Hay quá. Đúng mà rồi. Nước mà không có cá. Nước cá sao? Ủa, nước không có cá đâu có liên quan gì đâu trời. Bác thật tình. Trời ơi, thí dụ mà cũng quên nữa. Thôi bắt đầu vô tù lại đi. Bác sẽ tình ví von kỳ cục quá. Gì thế? Cấp kêu! Gì vậy? À, cấp... Ủa? Trời ơi, chị ơi, đóng tù mà không nhớ gì chứ. Cái đoạn đó là bắt đầu thằng xác nó chìm xuống dưới rồi đó. Nó chìm liệm xuống á. Ai mà biết, mình đi được. Thấy bác bò là ngã lăn đành đạch thì em cứ tưởng là bác bị trúng gió hay phải gió gì chứ. Tính trời kêu ơi, cái nước cái nào mà tôi chìm thì nó chìm vậy thôi chứ muốn gì nữa. Ê, bác đóng à? Nó chìm gần tới dưới đáy rồi chưa nói nữa. Thế thế à? Vậy bác có đóng làm à? Lợi nghe, bắt đầu chìm nha. Làm chìm. Lạnh quá. Chìm. Lẹ, để tới dưới đáy vậy. Chết. Hả? Này, té chết. Trời ơi, chìm xuống chết dưới nước chứ té gì mà. Chết chưa? Chết rồi, nó đang chìm. Bác chết thiệt à? Đang chìm. Chết thiệt à? Trời hỏi hoài mẹ ơi. Thế thì em sống. Gì kì á? Nhưng mà không được. Sao không được? Bác có cái tủ huyết nào không? Phải có tủ huyết nó mới gọi mấy người tới cứu mình được chứ. À, cái đoạn đó là có tôi thổi mấy cái tàu lợi cứu hả? Vâng, bác có cái tù huyết nào không? Cho em mượn cái đi. Trong túi tôi có một cái. Thế trong à? Túi nào? Trong túi á, bắt đầu nha. Đúng rồi. Diễn cái đoạn chót lẹ chị ơi, lạnh thế, quá. Thế à? Để hồi nó đông, rồi. Đông là nó teo hết trơn vậy. Cuối nha. Vậy thôi vô nha. Bắt đầu. Music. Thổi nha. Thôi. Cái gì thế? Hết rồi, nằm được, nằm hoài rồi mẹ này. Chào khán giả, đi vô. Thế khán giả. Và phần biểu diễn của Bảo Liêm và Quyên Chi đến đây chấm dứt. Xin thân ái kính chào quý vị.
Dạ kính thưa quý vị khán giả kính mến, trong lúc quý vị ngồi xem các cô ca sĩ ca thưởng thức văn nghệ, riêng tôi làm một cái nghề mà ông bà ta thường nói rằng trên đời có bốn cái ngu: làm mai lãnh nợ, gác cu cầm chầu. Dạ kính thưa quý vị, tôi lãnh cái ngu thứ nhất, tức là làm mai. Không nói dấu gì quý vị, tôi có một ông bạn ở cùng xóm, ông có một đứa con tên là Út Khờ. Mà thằng này nó khờ đến mức độ không có thể mà cha mẹ nó dạy được, mà phải nhờ tôi chỉ dẫn nó. Thậm chí đến đi hỏi vợ cũng phải nhờ tôi. Hôm nay tôi làm một ông mai bất đắc dĩ để dẫn Út Khờ qua nhà chị hai đi, để mà hỏi vợ giùm cho nó. Bà con cô bác nghĩ coi, đương đi với tôi á, tự nhiên á, nó ghé vô tiệm nó ăn đồ, đương đi qua để mà làm rễ hỏi vợ mà có kìa nó ra tới kìa. Cái trời đất ơi, thôi hết nói. Đương đi tao sao làm, tại sao mày bỏ mày ăn là sao? Đói quá phải cho ăn chứ. Ăn là khi nào không quan trọng, bữa nay mày đi làm rễ mà mày bỏ mày ăn vậy là sao mày làm rễ được? Không cho ăn rửa tôi đói tôi chết là sao? Bộ chú muốn tôi chết đặng chú lấy vợ tôi hả? Trời nó giết mày à. Tao nói mày nghe, tao là ông mai, tao phải đàng hoàng. Đời tao từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết dê một người nào ngoài vợ tao ra, thấy không? Còn mày, tao nói thiệt với mày đó, dầu vợ mày bây giờ tao sắp hỏi cưới cho mày đẹp như tiên sa phụng lộn đi, mà cho tao đi. Sao? Tao lấy chứ sao? Nó chơi. Vậy là dê nữa rồi. Không, nó chơi với mày. Bỏ rồi. Tao giỡn chơi với đâu có làm cái chuyện đó. Nhưng mà tao... Ê. Sao mày đi hỏi vợ mà mày không mặc quần? Cái gì? Sao mày không mặc... Chú đó tôi không mặc quần hả? À. Vậy chứ này cái gì đây? Nhưng tao nói là mặc quần dài kìa, làm rễ mày mặc áo dài phải mặc quần dài. Chứ mặc quần cũ có gì được. Tao may là tao không may mà tao còn mặc quần dài nè, thấy không? Ủa, trời ơi. Trời, quần dài nó mất rồi, trụng tại mày hết trơn á. Cũng có tại mày mà tao quýnh đâu có mặc quần dài gì nữa. Thiệt kỳ cục cho mày quá. Sao mày muốn nói gì đây? Tôi rầu chú. Rầu gì? Không, tự nhiên chú biểu ba tôi đi hỏi vợ cho tôi cưới vợ tôi làm chi vậy? Thì cưới vợ chứ chi. Mày hỏi mày cưới vợ để làm gì hả? Mà tôi hỏi chú vậy chứ cưới vợ làm gì? Trời ơi, cưới vợ không biết làm gì. Thì cưới vợ về lo làm ăn. Hả? Làm ăn là cái gì? Làm ăn mà mày không biết làm ăn nữa hả? Làm ăn đây có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà tao cắt nghĩa hai cái nghĩa chánh làm ăn cho mày nghe. Yeah. Cái nghĩa làm ăn thứ nhất đây đó là cưới vợ về lo làm lụng kiếm cho thật nhiều tiền, mua nhà rồi mua gạo đồ ăn rồi nấu cơm cho hai vợ chồng con cái xúm nhau lại ăn, đó là cái nghĩa thứ nhất. Còn cái nghĩa thứ hai đây có nghĩa là làm ăn đó là sao chú không nói mà chú cười? Cái này khó nói ra sẽ bị rầy quá. Sao vậy? Thôi mày về mày hỏi ba mày chỉ mày cách làm ăn mày. Ủa, bộ ba tôi cũng không biết cách làm ăn nữa hả chú? Không biết sao lòi mày ra. Ê, sao mà tao hỏi mày tại sao mày sợ có vợ vậy? Sợ lắm chú ơi. Sao? Vô đây đây, bỏ này ra đi. Không muốn nói rồi. Nói đi. Từ nhỏ lớn ở con mình nè. À. Bây giờ cứ vợ về nằm chung ngủ chung nhột nhột. À, ý mày muốn nói mày khó có vợ lắm. Khó chịu ha, nhột. Hồi đó tao cứ bắt gái mày về buổi đầu cũng nhột kìa, tuần lễ đầu nhột lắm. Tới chừng 2-3 tuần lễ sau cái hết nhột, có nhiều khi chiều ông kêu ông ơi vô đây nhột chơi ông ơi, đó có sao đâu. Nhưng mà tại sao tao thấy mày không có thông minh mày ơi. Cái gì? Cái nét mặt mày không thấy thông minh. Ta về mà chú nó không thông minh hả? À. Mặt ta sáng như trăng dầm mà chú nó không thông minh. Sáng như trăng dầm mà đếm từ 1 tới 10 tao nghe coi. Dễ thôi. Đếm coi. Con nít nó còn biết đếm nữa, không chi là cháu này. Đếm coi. Chú nghe cháu đếm này nghe. 1, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 10. Trời ơi, đếm không có thứ tự gì hết. Đếm phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mày đếm lộn xộn quá làm sao ai nghe. Đếm sao miễn đủ 10 thôi chứ. Chú không thấy vậy hả? Sao? Lô tô nó kêu tùm lum, hồi cũng có người kinh vậy. Lô tô là khác, nhưng mà trời. Mà sao gì? Tôi buồn chú á. Buồn gì? Trời đất ơi, được rồi, bây giờ tao hỏi mày nghe. Dạ. Cái chuyện lô tô đó là khác. Dạ. Nhưng mà bây giờ đó, mày muốn tao dạy mày 5 câu không?
Dạ. Muốn phải không? Dạ muốn. Khi vô gặp vợ tương lai của mày, mày nói cho đàng hoàng nghe không? Dạ. Bây giờ tao dạy mày câu thứ nhất, nhớ học cho thuộc khi dạ. gặp vợ tương lai mày. Dạ. Trước khi bước vào nhà gặp vợ tương lai, cúi đầu chào, mày nói: "Chào em anh mới qua." Nói lại coi. "Chào em anh mới qua." Nói lại coi. Ê, ê. Nói lại coi, mày tới đó mày ngắt đi, mày nói lại coi, mày nói với tao thôi. Ngắt hả? À. Tại nãy chúng nói rành rẽ, sao tôi biết tôi ngắt. Ờ, tới nói đi. Giờ tôi ngắt nè. "Chào em anh mới qua." Ngắt. Trời ơi, ngắt là ngắt nội tâm, ngắt ở trong bụng. Tới nói chào em anh mới qua thôi, đến đó ngưng đi. Ủa, nội tâm hả? À. Vậy giờ chào lại nha. À. "Chào em anh mới qua." như là mèo khè mà ngắt cái gì. Tới đó chào em anh mới qua là đứt câu để chỗ đó thôi. Yeah. Một câu hay không? Yeah. Câu thứ nhì, nhớ nghe không? Yeah. Khi nào nó hỏi mày vậy, hôm nay anh qua đây có chuyện gì? Mày trả lời: "Hôm nay qua đây bàn chuyện duyên nợ của hai đứa mình." Nói coi. "Hôm nay anh qua đây bàn chuyện duyên nợ của hai đứa mình." Ờ, hay, hai câu hay không? Yeah. Bây giờ câu thứ ba, thế nào nó cũng hỏi cái chuyện làm ăn. Yeah. Nó hỏi mày vậy chứ bầy heo của anh lúc này có khá không? Mày trả lời: "Không được khá, con bỏ ăn con ngáp ngáp." Nói coi. "Không được khá, con bỏ ăn con gáp gáp." Ừ, hay, ba câu đó không. Bây giờ câu thứ tư, thế nào cũng hỏi mày vậy chứ anh có săn sóc nó không? Mày trả lời: "Có chứ không ai bằng." Nói coi. "Có chứ không ai bằng." Là bốn câu, thuộc không? Thuộc không? Thuộc, thuộc. Thuộc là câu thứ năm quan trọng nè. Khi nào nó hỏi anh qua đây rồi chừng nào anh về, mày trả lời: "Về sao được, ở đây với em cho đến ngày răng long đậu bạc." Nói coi. "Về sao được, anh ở đây với em cho đến ngày răng long đậu bạc." Đó, nhớ năm câu hay không? Dạ. Rồi. Dạ, giờ em về hả chú? Chưa, về sao được. Trước khi từ giã người yêu của mình lại nắm tay siết cho thật chặt, đè đầu hung nữa chứ. Hung nữa hả? Hung vợ tương lai mình đó. Ừ, hung là dễ mà. Biết không? Con biết dễ lắm. Sao? Hung là mình lấy cái miệng nó đánh cho gò má nó đó. Ừ, đó hung thường, còn hung cao cấp nữa kìa. Ủa, còn hung cao cấp nữa hả chứ chú? Chứ sao? Hung cao cấp là lấy cái môi với cái môi cả nhau vậy nè, cả. Ừ, cả vậy là cắn miệng rồi. Ừ, cái này tôi ghét lắm chú ơi. Sao ghét? Tôi đi coi hát bóng á, mấy lần thấy hai đứa đang ngồi nói chuyện, cái hát đè đầu với nhau nó cắn. Bậy. Thấy ghê dễ sợ nè. Phải cắn, đó là người ta hung cao cấp đó. Vậy hả, hung cao cấp tình mà. Tứ thương yêu nhau mới làm vậy đó. Thôi bây giờ mày vô nghe. Dạ. Mày mà mặc đồ lại đàng hoàng, chải đầu để tao xin phép chị hai nhà đi không? Vậy được. Xong không? Rồi. À, rồi. Rồi mày vô đây nè. Đứng đây. Rồi mày vô hả? Ờ, vô đi, vô chờ chừng nào tao xin phép rồi ra. Vô rồi chút xíu, chú nhớ chú kêu mọi người. Tao xin phép được rồi tao mới mời mày ra. Đi, rồi đi ơi. Trời đất ơi, rễ mà chàng hãng vậy rồi ai gả con không? Không biết có chị hai nhà không? Chị hai ơi. Có... Trời ơi, có chị nhà mừng quá. Chị hai. Mời chị ra đây chị hai. Trời ơi. Chào anh xui mới mà. Chào chị xui. Chị đây, đây. Trời ơi, sao chị nay chị đẹp quá chị xui. Ý, anh bữa nay cũng đẹp hết rồi. Trời ơi, Nè, anh bữa nay qua đây có chuyện gì không? Dạ, cũng có chuyện với chị. Chị xui. Sao? À, hôm nay tôi vụ qua đây là vụ Út Khờ đó. À, vụ thằng Út Khờ nó qua hỏi con Út Mén nhà tôi đó ha. Dạ, hôm đó nó nói chuyện với chị trước rồi đó. Rủi ghê vậy đó. Ủa, nó sao rủi? Nó đi chợ chưa về. À, vậy nó không có Út Mén nhà, có mình chị à? Ừ, mà không, một lát nữa nó về. Một lát nữa mới về? Ờ, à. Anh có dẫn Út Khờ qua không? Có, nhưng mà chưa xin phép được chị rồi, nó không dám dẫn nó vô. Sợ chị không cho phép. Không sao, anh kêu nó vô gặp tôi đi. À, vậy ha, chị cho phép phải không? Dạ, đi anh. Cái gì vậy? Anh sao ạ? Anh không đẹp quá ha. Anh sao vậy? Sao hồi nãy gặp, chưa gặp chị mình mấy tôi bình thường, giờ gặp chị sao mình mấy giờ ngứa. Rồi, vậy là anh bị kẻ ngứa. Tầm bậy không có đâu. Dạ? Tại chị đó. Sao anh ăn bận chị ạ? Gì? Đẹp quá ha. À, chị hai ơi. Dạ. Trước khi mà kêu Út Khờ ra đây, tôi muốn hỏi thăm chuyện chị hai. Thì cứ hỏi đi, anh cứ hỏi đi mà sao. À, tôi qua đây 2-3 lần rồi nói cái chuyện vụ Út Mén đó mà sao không gặp anh hai, có mình chị anh hai đâu rồi. Dạ. Thấy không, tôi chịu vậy đó. Vợ mà thương chồng hỏi tới tôi cười vậy, tôi khái cười vậy. Gì coi? Cái gì vậy? Mà khóc cho cười gì? Ủa chị khóc hả? Trời ơi. Vậy tôi tưởng chị cười chứ. Đẹp đến mức độ mà khóc mà tôi tưởng cười. Mà sao chị khóc vậy, ảnh đâu rồi? Đi mất rồi. Mất hả? Mất sao? Mất xong đi kiếm. Không.
tôi nói ổng đi xa rồi. À, chắc dẫn chị đi xa vài bữa về thăm chị chứ có gì đâu. Không. Chứ gì? Tôi nói là ảnh theo ông, theo bà rồi. À, chắc ông bà ở dưới tỉnh rồi, chắc dẫn chị về tỉnh rồi. Trời gì đó. Ơi trời. Cái gì? Tôi nói với anh ổng có phải. Chứ sao? Tôi nói là gì? Anh chết rồi. Hả? Hả? Gì vậy? Chồng chị chết. Ôi sao vậy? Anh tôi, sao vậy? Tôi khỏe chứ sao? Sao kỳ vậy? Chồng tôi chết anh khỏe là sao? Vợ tôi mới trúng thực chết rồi. Ôi, vợ anh chết. Vợ anh chết thì kệ anh chết nói với tôi kệ chứ. Sao được, vợ tôi chết rồi chồng chị chết ấy ấy. Ấy cái gì? Ấy, đứa mình hợp tác làm ăn. Làm ăn cái gì? Thì buôn bán làm ăn rồi hỏi biết rồi hỏi. Ấy là... Thôi được rồi, cái vụ tôi chị để một giờ khuya tôi qua. Chi vậy? Một giờ khuya qua làm chi vậy? Nhớ qua đuổi mấy nít nhỏ đi chỗ khác nghe không? Chi vậy? Vụ đó đó. Vậy đó. Để tôi kêu Khờ vô nghe. Ừ, tôi kêu đi. Nhớ nghe. Thôi. Khờ ơi, Khờ, xong rồi Khờ. Dạ. Đâu? Cũng được. Chào cháu. Chào em, anh mới qua. Trời ơi, sao đây? Cháu qua đây có chuyện gì? Anh qua đây để bàn chuyện duyên nợ của hai đứa mình. Trời ơi, bận. Trời ơi, thôi, dẫn thằng điên qua rồi. Ở trên trời xuống rồi. Nè, ba má cháu bên nhà có khá không? Không được khá, con bỏ ăn con ngáp. Trời ơi, trả lời gì vậy trời? Tao hỏi mày có điên không? Có chứ không ai bằng. Nè, mày đi về đi. Về sao được? Anh ở lại đây với em cho đến ngày răng long đậu bạc. Trời ơi. Anh ơi, anh đem mày về đi. Còn một câu nữa, ông kêu mình là đè cắn môi nữa. Hai đứa nó chết rồi, thôi mình đi về. Trời ơi, sao anh đè tôi? Đè hôm nào hỏi bà con, tôi nằm dưới chị mà tôi đè chị hôm nào? Đè bà con cũng thấy. Thôi trời ơi, sao mày nói bậy vậy? Đây là má mày. Chào má mày đi. Chào má mày đi. Chào má mày không à. Nói. Chào má. Thôi mệt quá rồi, anh đem nó về đi, tôi lại. Được rồi chị hai, tôi xin lỗi chị hai, bởi vì nó khờ quá. Nhưng thằng này nó siêng năng, nó giỏi giang lắm. Cưới con chị về, con chị có phước lắm, nhờ nó lắm. Thôi. Đó là phần nó, còn phần tôi chị. Sao nữa? Trời mệt quá rồi anh ơi. Ví dụ một giờ khuya. Một giờ khuya chi nữa? Tôi muốn điên rồi anh Mười ơi. Tới quỳ nhà thờ. Nhà thờ chi? Làm phép giao. Giao ai? Tôi giao. Trời ơi. Được rồi, chị nó để sao? Vô chào bà con của bác mày. Chào em, anh mới qua. Trời ơi, gì biết trời ơi, chết rồi, khổ anh quá. Anh Mười ơi, anh làm ơn anh nói giùm anh Mười. Dạ, kính thưa quý vị, vợ kịch đã chấm dứt, xin kính chào quý vị. Anh ơi yêu
không hối hận cho mối tình của đời anh. Lỡ mai em chết, anh hứa gì không? Những khi gió lùa đêm đông, hồn anh không quá lạnh lùng. Nếu mai em chết, anh có buồn không? Anh đi âm thầm giữa chiều long lòng, phố vui có người ta đông, mà anh một bóng trong mong. Lỡ mai em chết, anh khóc nhiều không? Cho anh không còn nghĩ đời tuyệt vọng, nhưng đêm đứng nhìn qua sông, tình em như bến ngập lòng. Anh ơi, yêu là gì khi một người đã ngóng chờ ngày thương nhớ, nhưng một người vui đời tình của đời anh. Lỡ mai em chết, anh hứa gì không? Anh xin bia đá ghi tên người sống. Anh xin ngôi mộ đắm lệ tình nồng, những khi gió lùa đêm đông, hồn anh không quá lạnh lùng. Anh xin ngôi mộ đắm lệ tình nồng, những khi gió lùa đêm đông, hồn anh không quá lạnh lùng. Anh xin ngôi mộ đắm lệ tình nồng, những khi gió lùa đêm đông.